chào mừng cả nhà đến với bếp nhỏ trên sông của nhà hàng Vlog. Thì hồi nãy mình có đi hái một ít chanh dây nè. Còn khi hồi nãy mình cũng có hái thêm một ít bạc hà. Ở đây mà chỉ có bạc hà thôi, chứ một ít rau muống. Thì bên kia là cái đầy cua. Thì chiều nay mình sẽ nấu món gì em? Cua nấu canh chua. Cua biển nấu canh chua ha. Dưới tép này mình sẽ gan gan mặn cái gì? Kho tiêu hả? Tép này là tôm này, tôm trứng nha. Cho con trứng nữa kìa. Nó có trứng chân nghe nè. Đây nè cả nhà, trứng của nó vàng vàng này đây quá, phải không? Ngoài trời giấc này thì mưa hồi trưa tới bây giờ rồi, cho nên nó hơi ồn chút xíu. Thì giờ chiều nay mình sẽ ăn hai món, tôm trứng mình sẽ kho khô, còn cua biển thì mình sẽ nấu canh chua. Nấu canh chua bữa nay thì mình sẽ dùng bằng chanh dây chứ không phải là chanh thường. Mình chanh dây đang cho nó thơm phải không em? Chanh dây nó sẽ thơm hơn cái chanh thường của mình. Trời hơi mưa, mình đang che cái miếng tắc cao su trên đầu nè. Đây nè, đó. Cho nên nghe cái tiếng nó lập bộp. Chiều nay mưa quá, cứ mưa không lớn nhưng mà có cái mưa lâm râm, mưa lâu rồi. Mưa nãy giờ cả tiếng ngoài á. Tôm này thì mình làm như thế nào em? Tôm này hả? Cắt đầu ngang, cái đầu mình ướp như kho cá vậy đó. Nó thấm màu cái em bắt cái gì kho. Thì nó kho vậy, nó giống như kho cá. Tôm này như trên nước ngọt mình cũng có không ta? Có. Tôm trứng. Tôm này có kho thịt á, để vài con tôm. Ngon. Ở đây giới thiệu cả nhà ha, đây là cua này là cua gạch, nhưng mà cái này á do giãn cách xã hội á cho nên cua nó cũng không có đến đổi mắt, cua rất là rẻ luôn. Cua gạch này sáng mình mua chỉ có 200.000 ký thôi, cua nguyên hai càng đàng hoàng luôn nha, chứ không phải là cua một càng. Nên bà con nói đang giãn cách xã hội sao ăn sen ăn cua không. Cua ở đây là thực ra là dễ ăn nhất, rẻ nhất, cũng không rẻ gì mấy nhưng mà có cái nó dễ mua á. Tại vì ở đây vòng vòng nhà nào cũng có vuông, cho nên là cua là lúc nào cũng có. Sau khi tôm với cua mình bằng xong thì tôm này cũng đâu có gì hả, dạo ngang cái rồi được rồi phải không? Rửa hai nước. Rửa xương xương là được rồi. Còn cua thì mình cứ để yên nguyên vậy, mình chà cho sạch bề ngoài thôi. Lú gạch nha, thấy không? Lú gạch mà. Lú gạch mà. Lú bò kìa. Ở đây hiếm thấy mới gặp được bò chạy. Cái này mình ướp với gì? Bình thường như miếng đường, bột ngọt, bột niêm vậy đó. Kho cát vậy đó. Đường, bột ngọt, bột niêm, tỏi. Không có tỏi ớt nha. Có chắc hành để vô trước không hay là hồi mình kho mới để hành? Hồi mình kho xong mình để hành. Các hành với tiêu để vô. Cũng được ha, không nhiều không? Được chứ.
gạch nhiều, gạch này nói chung cũng tạm được. Mà gạch màu vàng ha, chưa có lên màu gạch son. Mà như nó đỏ đỏ thôi, nào hồi nãy thì mình tính mình sẽ nấu nguyên con đúng không? Thấy sợ nấu nguyên con thì nó kiểu như nó không thấm á. Thì bây giờ mình sẽ tách ra mình thử. Thử cho nó thơm. Thử cho nó thơm. Cho gia vị nó thấm vô con cua nó cũng sẽ ngon hơn một chút. Con này gạch nó sậm hơn ha. Hai màu gạch cả nhà mình thấy kìa. Hai màu gạch nhìn kỹ cái màu con bên đây nè. Thì nó sẽ vàng, nó kiểu nó tươi hơn ha. Còn con bên đây á thì nó vàng kiểu sậm hơn. Theo mình nghĩ thì chắc con cua sậm hơn, nó sẽ già hơn. Gạch nó sẽ ngon hơn. Mà cái đó là mình độ thôi nha. Chứ mình không chắc chắn á. Mình ăn sẽ biết. Cái mù con cua mình để yên nguyên vậy luôn ha. Để nguyên mình nấu. Cái này là chỗ phân nè. Mình lấy ra rửa sạch. Gần miếng gạch nó sẽ có cái đó kêu bằng gì? Phân cua. Phân con cua ha. Mình sẽ lấy ra ha. Cái chỗ đen đen nè. Lấy miếng đó ra bỏ. Còn nhiều là trong cái mù con cua mình ăn được hết. Mình ăn được hết. Gạch cũng nhiều chứ bộ. Gạch nhiều. Cua gạch hơn nhiều hơn bữa hổm ta. Nhiều hơn. Nhiều hơn bữa hổm nha. Cua này gạch nó tràn ra ngoài luôn nè. Cua gì ở đây hiện tại là bán chỉ có 200.000 ký. Để vô. Bên đây con này cũng đầy nữa nè. Con này gạch vàng ha. Con này gạch vàng hơn nè. Nè, chặt đi. Bữa nay mình nấu canh chua cũng không có gì nhiều. Tại vì cũng không có đi chợ được đó cả nhà. Thì chỉ có bạc hà hồi nãy hái trên trên đám rau của chị Hai nè. Với một trái khóm, với ít trái cà chua phải không em? Trái cà chua với cà muống. Là hết đâu phải không? Là hết. Hôm nay canh chua đơn giản. Còn miếng giá đủ. Còn miếng giá nữa nha. Vậy là cũng được. Chiều mưa nhìn thấy buồn nha. Không ai lên trên mui ghe chứ. Ngoài trừ hai chồng mình. Mưa cái này á, dắt mà mưa gì nè, xuống ghe là ám hiểm luôn. Khóm thì bữa nay mình bào hay là mình để nguyên miếng em? Bào miếng, còn miếng để nguyên.
cái chanh dây hồi nãy mình hái đó phải không? Cái này nó nói chung nó cũng chưa có được già ha. Nó hơi non. Cái này vậy mà chín rồi. Chín rồi là mượn rồi. Ừ, cái này hơi chín nè. Cái hộp này nó hơi non, để thử. Tôm phức à. Chua. Thầy ơi, chanh này mà em đừng những chơi với nó nha. Nó chua là thế đáy. Có trái này chín nha. Thôi em ơi, thấy vừa vừa thôi em ơi, nó chua lắm á. Nó chua tương đối là có thể ngang hơn chanh mình á. Hơn không? Ăn nó chảy nước mắt luôn hả? Bữa nay ăn canh chua chanh dây nè. Canh chua chanh dây thì cả nhà thì mình ăn á thì nó chút xíu cái nước của nó sẽ thơm lắm. Cái màu chín nhìn đẹp quá ha. Chanh dây cái màu chín nhìn nó ngã dần dần. Nhưng mà cái này nếu mà có chanh chín thì mình lựa chanh chín mình nấu. Chanh chín chắc nó sẽ thơm hơn. Cái này mà làm nước đá uống cũng ngon lắm. Bây giờ thì mình đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Thì mình sẽ bắt lên mình kho tôm trước. Thì mình kho tôm mình bắt tại đó thì bắt đầu mình sẽ quay qua mình rửa bằng cái gao. Tôm này kho ha, thấy ngon nha. Tôm này kho ngon. Nhìn cái màu hấp dẫn quá. Được, ở nhà kho với cái thằng tôm kho đó. Để vô. Không nhận mưa đã mưa dai dữ luôn. Mưa từ cấp 3 giờ tới giờ. Cái này cấp 4 mấy cũng gần 5 giờ rồi á. Mưa này nè, mưa bong bóng vậy nè. Mưa này nó nói mưa này lâu tạnh lắm. Mình trồng thêm bên đây một bụi hành bự nữa kìa, để dành có ăn thì ăn. Tại bây giờ cái đầu tư nó không có nhiều như lúc xưa. Lúc xưa thì ngày nào cũng 2-3 giỏ chạy, bây giờ hiếm lắm. Sáng có giỏ một là xong, tới chiều không có luôn. Toàn bộ là chỉ bán thịt heo này kia là nhiều. Mình tôm của mình chắc cũng gần được rồi quá nha. Mình đẩy một ít thịt mỡ nha. Trời mưa lắc gắt này mà ăn cái tô này cực kỳ nghe. Mẹ mắc cơm lắm. Có cơm. Cái này mà có nước cơm chắc nữa thì tới tiền luôn, ngon. Mình sẽ cho hành và cho tiêu vô là mình nhắc xuống nha. Hành tiêu mới là nhắc được rồi đó. Đây là món tôm kho khô mình xong đúng không? Bây giờ mình đen chứ ngon. Mình ngon ha, tại cái chảo nó đen thôi. Chảo mình coi rồi mình để bên kia. Thơm nước mũi luôn. Để tiêu để hành vô vào đâu không phức. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình thử cua ha. Cua này để vừa để vô chút xíu thì mình sẽ cho nước vô luôn nha. Cách này như bớt mưa lại hay gì. Hạt mưa nó cũng đã nhỏ lại chút xíu rồi. Nãy mưa lớn quá. Hai con cua mà đầy chảo. Hai con cua đầy chảo chứ. Cái lá bạc hà này thì mình sẽ cuộn nó lại ha. Sắt lòng ha, mình cuộn lại. Cái đầu mình sắt nó sợi sợi ra
sợi to to. Ừ, sợi to to chút mình nấu chua nó mới ngon, nó mới giòn. Còn cái này mà cả nhà mà kiểu mà như mà rảnh nữa thì bắt đầu mình sẽ gọc cái cọng ra riêng. Còn không thì mình để chung thì mình cốn rồi mình sắt luôn. Nước chanh này thì mình sẽ để nước vô rồi mình dầm nó ra nha. Thành cho nó ra chắc chua thôi. Mình sẽ bỏ cái phần hột của nó ra. Theo anh đầu như đây chắc chua chứ không phải không chua đâu. Tại trên dây á thì chua nha. Chanh dây thì hình như theo nhưng mà mình đoán á thì chắc nó sẽ chua hơn cái chanh của mình á. Nhiêu đây thì nó chua rồi đó. Ừ. Mà mình để nước thêm nữa mà họ có khóm chắc được. Anh thử miếng chua thôi, chỉ nước mắt thôi. Anh uống đá mà anh biết mà. Một trái thôi là mình đập một ca nước đá bự luôn á. Bên đây mình đang đợi cua của mình cho nó sôi lên. Bữa nay thì cũng có thêm một ít khóm bào, cho nên nếu mà không chua thì cũng có khóm khóm nó chữa cháy được. Còn bộ bữa nay là cua gạch không, quá trời chất lượng luôn. Bữa nay nồi canh chua của biển của mình chất lượng nhất. Tại vì cua y cua này kia thì cũng 100.000 ký rồi, còn cua này 150 của 200.000 ký, cho nên lâu lâu có mấy đứa nhỏ mình mua gạch cho nó ăn luôn. Gạch thì Gia Lạc cũng khoái ăn lắm, vợ mình cũng ăn lai gai. Anh không ăn hả? Không ăn hả? Anh ăn không? Không, ăn gạch cũng được. Mà anh không ăn vậy mốt không có gạch. Thử cho muối vô. Mình chở xong mình sẽ cho muối vô luôn nha. Cá lắm vô cua. Cho muối không hay là với gì nữa? Tí bột niêm. Tí bột niêm. Đường hầm cho sao. Mình cho khóm bào vô rồi á cả nhà, thì mình sẽ cho cái khóm nguyên miếng vô luôn. Rồi mình sẽ đợi sôi lên một dạo, mình sẽ cho bạc hà với chanh dây vô trước ha. Bạc hà cho trước để nó lâu. Bạc hà cho trước rồi chanh dây đó chừng nào mình mới để vô. Chanh dây cho bạc hà vô rồi mình để vô. Cho bạc hà rồi vừa ăn mình để rau luôn. Rau mau chín đó. Mình để vô rồi là bắt đầu mình nêm ha. Nêm xong thì vừa ăn hết rồi đâu mình để gạo vô là mình nhắc xuống mình ăn cơm. Mình mà nấu cua này thì mình phải chở thường xuyên, tại vì cái gạch của cua nó khó chín lắm. Mình chở thường xuyên cho nó lặt qua mặt này lặt qua mặt kia cho cua nó chín đều. Cái gạch nó mà còn sống thì ăn bị gì ta, nghe nó bị tiêu chảy phải không? Em cũng gần á. Cũng nghe vậy đó, hay gặp của nó. Tại vì cua này nếu mà cua gặp mình luộc phải cho thiệt là chín mới được. Với giấc này chiều rồi nè, mà thì mình cho mấy đứa nhỏ ăn đó, cho nên mình cũng phải hơi kỹ mới được. Sau một lúc nấu cua cũng lâu thì mình sẽ vớt ra.
Tại vì không phải là mình sợ cua nó gã hay nó nhừ gì hết nha cả nhà, chủ yếu là tại vì cái nồi của mình á, cái chảo của mình á, nó hơi nhỏ chút xíu, cho nên mình sẽ lấy mấy cái mình cua nó ra rồi xong mình để rau vô. Cua không là hết cái chảo. Cua không là muốn hết cái chảo rồi. Thì có hai con cua thì nhưng mà cua nó cũng kiểu như nó bự á, cho nên mình vớt nó ra trước đi. Mình để rau vô chín là bắt đầu mình sẽ cho cái cua nó vô lại. Đầy một tô luôn. Bây giờ mình sẽ cho gì vô trước? Cho nước chanh vô đây. Cho nước chanh dây vô nha. Cái màu chanh dây nhìn thấy ngon, thấy ghê không? Ngon cho hết mấy cái mặt hàng vô luôn. Cho mặt hàng rồi mình sẽ nêm. Mình đã để vô trong đó một ít đường này mọi người. Bây giờ chỉ để thêm đường thôi hả? Để muối rồi. Nãy để muối rồi nha. Giờ chỉ để thêm một ít đường. Mình cho cà chua. Với cái gì nữa không? Lá bạc hà. Lá bạc hà. Nấu canh chua thì mình nên để từ món vô gì ạ, nó mới ngon. Thì cái nào chín trước á, cái nào mà lâu chín á thì mình sẽ để ra trước. Chứ nếu mà mình để vô một lượt á thì mấy cái kia nó vừa chín, còn mấy cái kia mà nó mai chín mau á thì nó sẽ gục hết. Mình chuẩn bị cho rau muống vô luôn nha. Đây này nồi canh chua của mình đủ màu hết rồi. Mình như nấu với cua cái nó có cái nước nó sao sao ha. Nó sạch sạch cái cua ra. Cái gặp cua rồi, rồi nó ra đó. Cái nước nó đục sạch vậy nè. Nó đục. Nó đâu có trong được. Nó không có trong được. Nước kia. Với lại mình để khóm đó, khóm mình đào ra không có lượt, ở nhà nó không phải lượt. Đúng ra thì nếu mà mình lượt lại ha. Đúng ra là nó nấu thì làm cái lượt á. Nó có trong. Mình cho thêm xíu giá, còn có ít giá. Hôm bữa mình có trồng mấy bụi giá đó, nhưng mà nó chết hết trơn rồi. Bây giờ mình sẽ để rau, đó là rau cần. Rồi mình dầm xuống cho nó vừa chín thì bắt đầu mình sẽ cho rau mùi vô là bắt đầu ăn cơm. Mình cứ một xíu nước mắm nữa là được rồi phải không? Ủa, một ít nước mắm nữa cho nó thơm. Bây giờ mình sẽ cho cua vô lại, chặn cho cua nó nóng lên. Canh chua cua biển của mình cũng dính rồi. Thì bây giờ mình sẽ múc ra. Mình sẽ múc bổi mình để ở dưới nha. Rồi bắt đầu cua biển mình sẽ để lên trên mặt. Hôm nay chắc mình dẫn mọi người xuống dưới mui ăn quá. Tại ở trên đây nó còn mưa nè.
Tại vì chỗ vợ mình đứng á, thì đứng được thôi, chứ chỗ của mình á thì hiện tại mình ngồi ghế mới được, chứ không có ngồi xuống dưới được, nước nó chảy nên mình múc mình xuống mui mình dọn ăn. Ở dưới thì nó nói chung nó cũng không được đẹp, không hay bề bộn ghe mà có mấy đứa mất nó phá dữ lắm. Chiều nay hai món đồ biển mà. Cái này là nãy tôm trứng phải không em? Tôm trứng kho khô. Còn bên đây thì canh chua cua biển. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Mời ông bà cô chú ăn cơm. Mời ông bà cô chú ăn cơm. Rồi mời cha với mẹ ăn cơm luôn. Mời cha với mẹ ăn cơm. Càng ngày mình phải càng giỏi hơn nha. Bây giờ phải tách cua ra cho nó ha. Lấy kéo được không? Hay là... Tét ra đi ha. Con sẽ gắp thử. Để con ăn gạch trước đi, ăn gạch cho con. Nè ăn gạch, ăn cái con gạch nhỏ quá. Con cua kìa. Gắp con cua nè. Đó, ăn gạch chả bá luôn đó. Là ăn gạch hả? Cho con muỗng mà. Được không? Em bẻ cua ra đi. Giờ lật ăn gạch không? Không. Giờ lật ăn tôm hay giờ lật? Ăn cua. Ăn cua hả? Ừ. Cua gạch cũng nhiều chứ. Cua gạch nhiều lắm nè. Ăn gạch nè. Không gạch hả? Rồi. Giống cha không ăn gạch. Gạch không ăn. Làm hại. Gà lạc nó vô một khúc. Hình như con mới ăn cua đây phải không gà lạc? Được, bữa hổm. Bữa hổm là món gì nhớ không? Cái gì đó? Bún gì? Cá mòi, cua biển. Được, quá giỏi. Gà lạc thì nó chỉ phái ăn cua, thịt cua không à. Dưới càng. Càng cua thì nó phái. Còn mà gạch thì nó không chịu ăn. Con hấp phải miếng nước. Nước ngon lắm, nước canh chua đó. Có chua không? Chua. Cái này nè, cái canh chua này là nãy mẹ nấu bằng cái trái chanh dây á. Không biết trái chanh dây không? Bữa hổm giờ cho uống hoài. Cho nên cái nước của bữa nay nó ngon lắm. Phái nước canh chua thì hấp nhiều vô đi con. Đứa có ăn bạc hà, ăn rau gì không? Ăn miếng này hấp miếng đi cho nó. Có cơm không? Cho nước không? Hai đứa mình chưa ăn được miếng nào nên nó xúc hình chén này. Ở chiều nay đói bụng bây giờ. Dạ đúng rồi. Hồi anh Gia Lực mới ăn tô bún với cha mà. Con ăn riết cho con đi chơi. Trời ơi, hí ghê ổng không? Ăn riết để đi chơi. Mà cứng nha. Đó, rồi. Em ăn miếng đi. Em ăn đi. Ngon thế mà. Hồi nãy mình có ăn thử miếng gạch đó. Thấy nó béo nghe em. Béo. Béo.